mà chúng ta học tiếp cái phần list. Hôm nay chúng ta là buổi thứ tư và học tiếp tục học tiếp cái hôm trước tôi nói về cái có về giá trị. hôm trước là cái em cái thao tác, tôi đã mô tả các cái thao tác cơ bản, các cái phương thức cơ bản đối với list. Mà tôi sẽ nói thêm một vài phương thức nữa và chúng ta đi sâu hơn về list nhé. Như vậy chúng ta nên biết rằng list là cái kiểu dữ liệu mà nó gần tương đương với dữ liệu mảng của Pascal. Khi chúng ta tạo một cái dãy như thế này, ví dụ tôi tạo một cái dãy số như thế này, đó thì chúng tôi nói là chúng ta có thể có hai cách để duyệt duyệt trên các phân tử của dãy A. Cách thứ nhất là chúng ta dùng lệnh for for in range, lệnh range nhé, và đây là len A. Thì cấu trúc của lệnh của cái range là cái dãy số bắt đầu từ 0 và kết thúc là len A trừ 1, n trừ 1. Cho nên là chính vậy suy ra là nó chính là cái dãy các cái chỉ số của A, cho cái lệnh này rất là hợp lý. Thì khi chúng ta duyệt trên dãy A, chúng ta dùng là for i in range len A đó, và chúng ta sẽ print cái A i này ra. Mình hàng ngang chúng ta viết như này thì in trên một hàng ngang đó. Đây là cách duyệt thứ nhất. Cách duyệt thứ hai là chúng ta duyệt thẳng là for x in A, ví dụ như vậy, in A. Tức là duyệt tiếp trên phần tử của A nhé. Và chúng ta print x. Thì đây là cách này viết nhanh hơn, trực tiếp hơn. Đó, hai lệnh này là giống hệt nhau. Thì cách này là cách trên này là cách mà chúng ta phải mượn cái hàm range để chúng ta duyệt duyệt từng phần tử qua chỉ số đây. Còn cách thứ hai là chúng ta duyệt trực tiếp trên 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 A luôn. Thì hai cái này về nghĩa là như nhau. Thực tế dùng thì tùy từ trường hợp, chúng ta sẽ dùng cái này hoặc là cái khác nhé. Chúng ta tùy từ trường hợp một chúng ta sẽ sử dụng. Đó. Hôm trước tôi nói các bạn cái lệnh mà chúng ta cần phải xóa một cái phần tử nào đó của A đi, của A đi. Ví dụ chúng ta có phần tử, ví dụ tôi lấy x thì bằng bằng 5 chẳng hạn, chúng ta muốn xóa thì hôm trước tôi nói cái lệnh là remove đây, remove x. Đấy. Nếu mà x thì mà thuộc A thì nó sẽ xóa, còn không thuộc A thì nó sẽ gì? Thì nó báo lỗi. Đấy. Thì như vậy là làm thế nào để biết là phần tử x có thuộc A hay không? Đây thì cái cách làm chính là chúng ta sử dụng cái toán thử in này. Cái toán thử in là một toán thử rất là hay. Nó giúp chúng ta kiểm tra xem là một phần tử có nằm ở trong A hay không. Thì chúng ta chỉ dùng 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 rồi là x thì đây in A, thì đây tức là một nó trở thành một cái biểu thức logic. Đây, thức logic đây. Logic là kiểm tra xem nếu x nằm trên A, nằm ở trên A thì nó sẽ thì là thì nó trở lại là true. Đó. Còn x thì không nằm trên A thì nó trở lại là false. Đó, cho nên khi mà chúng ta muốn xóa một phần tử của A thì muốn cho không lỗi thì chúng ta làm lệnh sau đây, chúng ta làm lệnh là if x in A. Đó. Nếu x mà thuộc A thì chúng ta thực hiện cái lệnh là a remove. Như vậy nó an toàn, không bị lỗi cả. Đó, như vậy đây là cái lệnh mà để chúng ta sử dụng hình dung thôi. Như vậy là cái toán thử in là rất hay sử dụng nhé. Như vậy khi mà duyệt trên A chúng ta phải dùng lệnh for x in A. Còn để kiểm tra phần tử có thuộc A hay không, Cô kêu em làm cái này chúng ta dùng lệnh này nhé. Đây. chưa? Như vậy là x in A là cái Đó, cô xin chưa? Đúng là cái là cái biểu thức logic để kiểm tra xem là x có thuộc A hay không. Đây là cái đây là cái biểu thức này, cái toán thử này rất hay sử dụng ở trên thực tế. Hôm trước tôi còn trình bày với các bạn cái cách mà chúng ta mà muốn xóa tất cả các phần tử, ví dụ tất cả các phần tử bằng không của A
Thôi chúng ta tôi đưa các bạn một vài cái phương pháp biểu hóa ta tổng kết lại để chúng ta hình dung nhé. Đây, bây giờ cho trước A. Ví dụ cho trước A là cái em ví dụ là như này, nó là có thể là 1 này, 0 thôi, nó có nhiều 0 ở đây nhé. Đấy, 2 3 6 xong lại 0, xong lại 7, xong lại 0 0 6. Ví dụ như này nhé. Bây giờ bài của chúng ta là hãy xóa đi tất cả các phần tử bằng 0 của A. Thì hôm trước tôi đã nói là chúng ta có thể có nhiều cách khác nhau. Một cách là chúng ta tạo ra một cái một cái list mới và chuyển tất cả các phần tử khác không từ A sang đó thì cũng được. Đây ví dụ này. Đây là cách mà chúng ta làm gián tiếp. Chúng ta đặt B bằng đặt B là một cái dãy rỗng. Sau đó chúng ta chỉ làm như sau. Chúng ta for x in A. X thì trên A. Và chúng ta kiểm tra if x khác không thì chúng ta đưa vào B, chúng ta dùng lệnh là B chấm ở fan x. Thì sau cái lệnh lặp này thì B chính là các phần tử khác không của A. Đó. Đây là một cách nhé. Còn cách thứ hai là cách chúng ta dùng vòng lặp mà chúng ta duyệt mà chúng ta xóa trực tiếp ở trên A. Thì hôm trước tôi nói rồi, chúng ta làm thử mà tôi sẽ phân tích hơn sâu hơn một chút để cho thấy là nó mới sai như thế nào. Ví dụ cách làm mà chúng ta hay nghĩ là for x in A, sau đó chúng ta kiểm tra if x mà bằng 0 thì chúng ta xóa, chúng ta dùng lệnh là gì, là A remove x. Thì cái này liệu có đúng không? Đây, bây giờ chúng ta thử kiểm tra nhé. Xem cái này là cái cách có đúng không nhé. Chúng ta cảm giác đúng là gì, cảm giác như là hình dung là đúng nhưng mà thực chất nó là sai. Cho x thì duyệt trên A, trên A nếu mà x thì mà khác không bằng không thì chúng ta xóa, thì dùng lệnh là A remove x đi. Chúng ta thử nhé, kiểm tra này. Đó, để kiểm tra A nhưng có đúng không. Đó, như vậy là sai vì vẫn còn hai số không ở đây. Đấy, các bạn thấy không nào? Vậy là cái cách này là cách là nó không chính xác. Đấy, thì còn vì sao lại như vậy thì tôi phân tích như sau nhé. Vì sao lệnh này nó lại sai là như thế này. Đây, khi mà gặp một phần tử là bằng không ấy thì chúng ta sẽ xóa đi. Khi xóa đi thì các phần tử ở bên phải nó sẽ lùi, nó sẽ dồn trở lại, nhưng mà x thì nó sẽ duyệt, nó sẽ chuyển sang phần tử bên cạnh, cho nên là nó bị sai đó. Đây này, để cho tôi cho các bạn xem chỗ này nhé. Cái lệnh này là vì sao lại sai, tức là for x in A thì x thì sẽ nó sẽ dịch chuyển từ đầu, nó sẽ mỗi vòng lặp như vậy thì x thì nó sẽ chuyển sang cái phần tử ở bên cạnh đó. Khi mà thấy x thì bằng không, chúng ta xóa đi thì khi chúng ta xóa đi nhé, xóa đi thì sau đó là chúng ta quay lại vòng lặp thì x thì nó sẽ chuyển sang phần bên cạnh, chuyển sang cái phần tử bên cạnh và lại kiểm tra tiếp đó. Thì do vậy cho nên là làm là nó không chính xác nữa. Thì là tôi kiểm tra lại như vậy chỗ này là gì. Như vậy là A chúng ta là ở đây nhé, để tôi kiểm tra này. Đây là cái lệnh của chúng ta là nó không chính xác. Thôi được, cái này thì bây giờ tôi làm một lệnh khác cũng không chính xác nhé. Bây giờ for này, bây giờ chúng ta for e in range len A. Đấy, chúng ta kiểm tra là if AI bằng không thì chúng ta sẽ đen AI. Thì lệnh này là không những là lệnh này không những là sai mà còn gây ra lỗi. Thì tôi kiểm tra thử xem có đúng không nhé. Đấy, nó là gây ra lỗi. Vì sao? Là vì
khi mà khi chúng ta chạy cái lệnh đầu tiên ấy thì máy sẽ xác định cái độ dài này của A là độ dài cứng, như vậy là cái vòng lặp đã được xác định cứng rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta mà khi chúng ta xóa cái A đi thì cái độ dài của A nó ngắn đi, cho nên khi quay lại đây thì in sẽ vượt ra ở vòng lặp cuối cùng, in sẽ vượt ra ngoài, vượt ra ngoài cái chỉ số của A, nó báo lỗi đây, cho nên là trường này cũng bị sai. Cho nên là cách này thì nó không gây lỗi nhưng mà nó cũng sai. Vì cách đúng là như này, để làm lại cách đúng là như hôm qua tôi làm rồi, bây giờ làm lại nhé. Cách đúng là chúng ta có thể có hai cách là duyệt, dùng 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 vòng lặp oai để duyệt, và đây tôi làm lại cái này cho các bạn xem nhé. Thì có hai cái làm đúng. Cái đúng một là như sau: chúng ta sẽ đặt k, đặt chỉ số k bằng 0, và chúng ta sẽ duyệt theo chiều từ trái sang phải nhé. Đây là như sau này: y y k mà còn nhỏ hơn len a, tức là còn nằm ở trong cái phạm vi mà còn là nằm trong cái phạm vi là chúng ta kiểm tra được, thì chúng ta sẽ kiểm tra đây. Bây giờ là if, để if nhé, if ak mà phần tử nó bằng 0 đấy, thì chúng ta sẽ xóa đen a k, đen a k. Khi xóa a k thì các phần tử bên phải nó sẽ lùi lại và k đứng im một chỗ, k không cần phải dịch chuyển sang phải là nữa, như vậy tự động nó sẽ chuyển sang phần tử tiếp theo rồi. Nhưng mà chỗ này là không sao. Bây giờ ngược lại, nếu mà a k mà khác không thì chúng ta phải chuyển k sang sang phải. Nhưng mà chúng ta đây là else và đây là k bằng k cộng 1. Đây cái hôm qua không ai làm các bạn cái này này. Đó. Thì cái lệnh này sẽ đúng này, bây giờ tôi enter này. Đấy, thì bây giờ a nó sẽ, cái này là chính xác, nó sẽ xóa tất cả các phần tử khác không của a. Đây là phương án đúng nhé. Đây là phương án đúng mà phương án là cho k chạy từ không, chạy từ trái sang phải. Để cách thứ hai là tôi cho duyệt lùi thì như sau. Đây là bây giờ tôi copy lại để cho các bạn xem. Hai cái làm là như nhau. Cách thứ hai tôi đặt lại nhé. Và thì k chuyển lùi, đầu tiên cho k là phần tử cuối cùng, k bằng len a thì một, đây là phần tử cuối cùng của a, được chưa? Và tôi làm như sau: y y k thì là còn lớn hơn không thì chúng ta còn làm đó, chúng ta sẽ lùi lại, lùi từ bên phải sang nhé. Đây kiểm tra if nhá, if ak bằng không thì chúng ta sẽ đen ak. Khi mà xóa ak thì các phần tử ở bên phải nó sẽ lùi về, nó sẽ lùi lại nhé, lùi lại và không sao cả, và k vẫn thì tôi kiểm tra cái này thì xem là có đúng không nhá. Trường hợp mà đây này tôi kiểm tra, nếu mà và chúng ta sẽ đi lùi lại, nếu mà đen chúng ta kiểm tra một chút nhé. Bây giờ ngược lại, nếu mà AK mà khác không thì chúng ta sẽ phải lùi sang bên phải, tức là K bằng K chữ 1. Thì nó tương tự ở chỗ này thôi, giống như chỗ khác, chỗ này là đây là tôi kiểm tra xem đúng không nhé. Ở bên phải này, cái này các bạn cùng tôi kiểm tra nhé. Nếu các phần tử ở đây chúng ta bằng không này, vị trí làng ở đây nhé, bằng không thì chúng ta vẫn 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 phải lùi về 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 bên này. Nếu mà như vậy chỗ này tôi cảm giác vẫn không 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 đúng lắm nhé, bên phải nó lùi vào, cho nên chỗ này thực ra chỗ này vẫn vẫn phải lùi.
vẫn phải lùi để tôi kiểm tra nhé, vẫn phải lùi, sau đó chúng ta không cần cái này, tôi kiểm tra trước đây, tôi kiểm tra một lần trước khi chúng ta làm thực chất nhé. Đây ta làm đây này, kiểm tra đúng nhất, đây là tôi kiểm tra nhé. Đây là phương án lùi này, k đặt phần k là chỉ số cuối này, số cuối đây nhé. À, chúng ta sẽ kiểm tra chừng nào k còn lớn không thì chúng ta còn còn đi sang bên, còn đi sang bên phải nhé. K bằng không thì coi là nên hết là dừng lại. Nếu mà k bằng k bằng không, đây đang đây phần tử bằng không nhé, chúng ta xóa đi, xóa đi thì cái bên phải này nó lùi sang, thì chúng ta vẫn phải chuyển sang bên trái, tức là vẫn phải lùi sang bên này. Còn nếu mà trường hợp mà gặp phần tử nó không thoát không, chúng ta vẫn phải lùi nữa. Chuyên trường này chúng ta luôn luôn phải lùi. Mình tôi enter thử xong đúng không nhá. Đấy, mình tôi kiểm tra A này. Đấy, như vậy là chính xác. Như vậy là phương án lùi là làm như này mới đúng. Đây, phương án lùi là như thế này. Còn phương án tiến thì là như thế này. Cùng là cái lệnh là duyệt các phần tử của của bệnh oa cả, nhưng mà cái cách chúng ta tiến từ chúng ta đi từ bên trái sang khác, còn từ bên phải về là khác nhé. Các bạn chú ý. Cái này các bạn đây, các bạn thử tiếp nhé. Được rồi, thì bây giờ tôi sẽ sang cái bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp sang một cái cấu trúc mới, là nó gọi là slicing. Cái này là cái mà rất là hay của dãy nhé. Cái là nó gọi là nó là slicing, nó gọi là vùng chỉ số. Đấy. Thế vùng chỉ số là cái gì? Tức là khi mà chúng ta mà mô tả một trong trong một cái trong một cái list, chúng ta mô tả như thế này thì thật ra nó chỉ là một phần tử thôi. Đấy, nó chỉ có một chỉ số thôi. Vì tôi muốn mô tả một cái là một cái dãy các chỉ số thì làm như thế nào? Ví dụ như là ta có cái dãy A, vì tôi muốn mô tả hai phần tử là A0 và A1 làm như nào thì chúng ta làm như sau. Thì cách mô tả một cái vùng chỉ số là như này, chúng ta sẽ mô tả là A. Sau đó chúng ta sẽ mô tả cái chỉ số đầu tiên là start, sau là hai chấm, xong đến cái chỉ số mà stop. Đây, thì đây nó mô tả cái vùng chỉ số là bắt đầu từ cái vùng chỉ số là bắt đầu từ start và kết thúc trước trước stop. Nó khá giống so với nó cái tư tưởng của nó là khá giống so với cái khái niệm mà là cái hàm range chúng ta đã biết từ hôm trước, nhưng mà nó khác là nó có dấu hai chấm. Thì đây nôm na đây là một cái dãy con, là một cái dãy con của A, con của A. Đây tôi mô tả các bạn nhé. Để tôi làm ví dụ A là cái này nhé, A là đây này. Bây giờ tôi muốn hai phần tử đầu tiên thì chúng ta làm như là A này, không này, ở đây là ba, đây là hai, là hai. Đây là nó mô tả là cái dãy hai phần tử là A0 và A1. Đấy là bắt đầu bằng số 0 nhé, kết thúc trước hai, kết thúc ở tại A1. Vậy đây chính là một cái dãy gồm hai phần tử là A0 và A1, chính là phần tử là 1 2. Đấy, 1 2. Thế nào? Bây giờ tôi muốn chỉ ra cái nhóm phần tử gồm có 3, các phần tử là 3 5 3 6 7 đấy nhé, tức là bắt đầu từ vị trí 2 và kết thúc trước 5. Ta viết đây là như vậy, đây là vị trí bắt đầu là 2 này, kết thúc 2 3 4, kết thúc trước 5. Thì đây là cái vùng chỉ số là 3 phần tử của A, 3 phần tử của A bắt đầu từ 2 và kết thúc trước 5, ta kết thúc tại 4. Đây chính là cái vùng chỉ số là bắt đầu là A2, A3 và A4. Đây A2 đây này, A3 này, A4. Đây là cái vùng chỉ số là 3 số là 3 6 7. Đó. Thì cái chỉ số này nó tạo ra một cái dãy con. Được chưa? Nhưng mà tôi muốn, ví dụ tôi muốn lấy ra một cái dãy con của A, hai phần tử đầu của A, tôi biết là B bằng A không A. Thì B này chính là cái hai phần tử đầu của A. Được chưa? Trong khi mà chúng ta mô tả cái vùng chỉ số này ấy, thì có cái hay là gì? Là nếu mà cái chỉ số bắt đầu bằng không ấy thì chúng ta có thể bỏ qua, có thể bỏ đi, vì nó cái rất hay của thằng Python là như vậy. Những cái chỗ nào mà nó là mặc định chúng ta có thể bỏ qua. Vậy tôi biết là b bằng a
đáng nhẽ là viết 02 thì biết viết như này. Tôi viết như này. Đấy, mày vẫn hiểu. Đây chính là bỏ chỗ đây bỏ trống ra thì máy hiểu đây ở đây chính là 0 và đây là 2. Như vậy đây vẫn là A0 và A1. Như vậy cái phần này chính là B này chính là A0 và A1 chính là 1 và 2. Bạn có thấy không? Làm như vậy này. Đây là cách chúng ta mô tả cái chỉ số, cái vùng chỉ số là một khái niệm rất là mạnh của cái dãy. Thì hay của thằng là như này. Bây giờ tôi có thể là thậm chí tôi có thể thay thế cái vùng chỉ số được. Như là chúng ta thay thế một phần tử vậy. Như chúng ta thay thế phần tử đầu tiên A0 đây. Tôi thay thế bằng bằng 10 chẳng hạn thì nó thay thế vào thì A nó sẽ là đây. Phần tử đầu tiên nó sẽ là 12. Mình cũng thay thế cả 2, 10 và 2 luôn. Tôi làm như sau. Đây A nhé. 02 tức là như này. 0 2 đây là hai phần tử A0 và A1 đây. Đúng không nào? Bây giờ tôi muốn là thay thế nó bằng A0, tôi muốn thay thế bằng là 5, A2 là A0 thay thế bằng 5, A1 thay thế bằng 100. Thì nó thay thế đồng thời là A0 và A1 luôn. Đây quả thêm này. Bây giờ nhớ như vậy là thay thế cái A0 này này là 5, A1 là 100. Và như vậy chúng ta enter và như vậy nó thay đổi đây. Nó rất là hay luôn, cái này là cái nó ý nghĩa cái này là nó rất hay luôn. Anh chưa thấy nhé, như vậy này. Như vậy đây là cái khái niệm là vùng chỉ số, vùng chỉ số nó rất là hay nhé. Thì một số những cái đây nhưng một cái hay nữa nhé, khi mà chúng ta mô tả cái vùng chỉ số mà cái phần tử cuối cùng của nó là cuối thì chúng ta mô tả như thế nào? Đây cái hiện chúng ta đây chúng ta đang ở đây nhé. Len của A là bao nhiêu? Len của A là nên là bằng 6. Như vậy là cái chỉ số cuối cùng của A đây là 5. Là 5. Bây giờ tôi muốn mô tả một cái vùng một cái bảng con bắt đầu từ vị trí số 2 tức là 1 và kết thúc là cuối. Là cuối nhé. Mà tôi viết 6 thì có thể là máy nó báo lỗi, của báo lỗi nè. À, không báo lỗi nhé. Như vậy là A16 là vẫn được. Nhưng mà nếu mà cái phần tử cuối cùng này này, cái chỉ số cuối cùng mà là len mà là trùng với len A thì ta có thể bỏ qua. Để tôi biết là A. Như vậy là A. A đây, 1. Đây. 2. Chúng ta có thể bỏ qua cái chỉ số cùng thì máy hiểu đây là đến cuối của dãy. Đến cuối dãy thì đây chính là cái dãy con của A là bắt đầu từ vị trí số 2 của A và kết thúc là phần tử cuối cùng. Enter thì nó chỉ là cái phần tử, chỉ là cái phần là chỉ là cái này này. Đấy. Bạn thấy nó hay không nào? Rất là hay. Đúng không? Như vậy là cái khái niệm vùng chỉ số là cái rất là mạnh nhé. Và như vậy khi mà tôi biết là A như thế này thì nó chính là đây. Nó chính là A nhưng mà nó tạo ra một cái phần tử khác. Khi tôi viết là B bằng như thế này đấy. Thì tôi đã tạo ra một cái dãy khác nhưng mà nó trùng với A đây. B chính là A đây, nhưng mà thực ra B đây là khác A đấy, B là khác A. Được chưa? Thì đó là khái niệm vùng chỉ số, nó có rất nhiều ý nghĩa ở trên. Thế là lát nữa chúng ta sẽ làm một số bài tập liên quan đến vùng chỉ số. Bây giờ tôi mô tả tiếp cái này rất hay đấy nhé. Cái vùng chỉ số nó có cái này, nó còn mạnh hơn là như này. Cái vùng chỉ số nó còn cho phép chúng ta là như thế này. Là A start kết thúc trước stop. Nhưng mà lại là step. Đấy. Cái start này có, nếu mà không có thì máy hiểu là không. Cái stop này mà không có thì máy tự hiểu là len của A là phần tử cuối. Còn step này nếu không có thì máy tự hiểu nó là 1. Đấy. Nó là 1. Tất cả tự hiểu. Nhưng mà cái step là các cái bước nhảy. Do đó bây giờ nếu mà A đây. A đây nhé. Bây giờ tôi muốn lấy ra cái dãy con của A gồm các cái phần tử có chỉ số chẵn thì làm như nào? Đây thì làm như này. Thì ta viết là A này. 0 này, đúng không nào? Len A này. Đầy đủ nhé.
len a là phần tử chữ cuối của a này, và ở đây là 2, thì đây chính là cái dãy con bao gồm các cái phần tử của a với chỉ với cái chỉ số chặn, đấy, chỉ là 3. Chặn đây là 0 này, A0 nhé, A2 này, đây là A4. Mà các bạn biết các bạn rồi, nếu mà cái này bằng 0 chúng ta có thể bỏ qua, len A chúng ta có thể bỏ qua, như vậy chỗ này viết lại là A, đây viết lại như này. A này, bỏ qua, hay là 0, bỏ qua lần thứ 2, mà đây là 2. Thì đây chính là tập hợp một cái dãy con của A gồm các cái phần tử có chỉ số chặn. Bạn thấy không nào? Còn đây là chỉ ra dãy con các phần tử của A có chỉ số là lẻ. Chúng ta làm như sau, chúng ta phải bắt đầu từ 1, xong kết thúc, là 2. Thì đây là cái dãy con của A có các phần tử thuộc chỉ số lẻ. Được chưa? Bây giờ tôi làm mẫu cho bạn thử xem nhé, để kiểm tra này, tôi làm thử nhé. Bây giờ tôi cho N bằng một bất kỳ, N tôi cho bằng bằng 20 chẳng hạn. Bây giờ tôi muốn tạo nhanh một cái dãy số. Dãy A gồm các phần tử là từ 1, 2, 3, từ 0, 1, 2, 3 cho đến 20 thì làm như nào? Đây là như sau nhé. Cách mà tạo nhanh dãy A thì làm như sau. Mình làm cái bằng, tôi đặt là A là bằng như thế này. Xong đó là for k in range n. Xong đó tôi bổ sung A vào. Bổ sung Apenka. Đấy. Thì bây giờ A nó sẽ là gì? A nó sẽ là dãy các phần tử từ 0 đến 19. 19. Còn độ dài là 20. Đấy, thì A nó là cái này. Thì không nào? Bây giờ tôi lấy ra các phần tử là số chẵn của A nhé, nằm ở các chỉ số chẵn, tôi viết như này, tôi viết là A 0 2. Kết thúc là đầu đến cuối, kết thúc là bước này là 2. Thì đây là tập hợp các cái dãy con có chỉ số chẵn của A, hay là chính là trong cuộc thi ở trường hợp ta đây chính là dãy các số chẵn của A. Chính là dãy số chẵn. Lẻ là như sau. Lẻ là như thế này. 1. Thì đây là tập hợp các phần tử là lẻ của A. Các bạn thấy không này? Nhưng mà cái chỉ số, cái vùng chỉ số là cái số 2, chúng ta có thể là chúng ta có thể thay thế, cập nhật, thậm chí là xóa. Đây tôi muốn cho chiếc A đây, bây giờ tôi muốn xóa đi, bốn phần tử đầu tiên thì làm như nào? Làm như này, đen A xóa đi bốn phần tử đầu tiên là bắt đầu từ 0 và kết thúc là 4. Đúng. Kết thúc là 4. Thế là nó đi có từ là 0, 1, 2, 3. Đó là 0, 1, 2, 3 đến trước 4 thì dừng lại. Thì đây là lệnh xóa. Thậm chí như vậy lệnh đen lệnh tổng quát hơn là lệnh đen cùng phần tử, đen nhiều phần tử cùng một lúc. Thế như vậy A sẽ là nó sẽ bắt đầu từ xóa đi 3 phần tử, xóa đi 4 phần tử là 0, 1, 2, 3. Em bắt đầu từ 4 đây. Bạn thấy không nào? Nhưng mà cái vùng chỉ số rất là hay. Bây giờ tôi thêm ý nữa hay nữa này. Cái vùng chỉ số này thậm chí nó cho phép chúng ta là chỉ số lùi, tức là nếu mà cái step này mà bằng -1 thì nó sẽ lùi. Là số âm thì nó sẽ lùi. Nếu mà lùi thì cái step này là nếu mà cái chỉ số này mà đây tôi làm lại nhé. Bây giờ A này start này. Start này. Step này. Thì nếu cái này bằng 1 ấy, thì nó tăng. Tăng thì cái này mặc định của nó là 0. Cái này mặc định của nó là gì? Mặc định của nó là len A. Còn nếu mà step bằng -1 thì như sau. Stop. Stop. Nếu cái này mà làm là -1 ấy thì mặc định cái này nó sẽ là len A -1, tức là phần tử cuối cùng của A. Còn cái này mặc định của nó là cái dùng từ -1 là không đúng. Nó
nó là một định nó là phần từ cuối cùng, là phần từ đầu tiên của A, nhưng mà không, tôi không viết bằng trừ một được đâu, trừ một nó sẽ bị sai. Tôi kiểm tra nhé, chỗ này là phải bỏ trống ra đây, đây chỗ này đặc biệt là hơi khó một tí nhé, đến A của chúng ta đây nhé. Bây giờ tôi muốn viết muốn viết theo chiều ngược lại này, A này buồn tôi có ăn để kiểm tra được cẩn thận được không ăn nó báo lỗi à, nó vẫn ăn à, nhưng cái này không ăn nhưng mà nó báo lỗi, nó báo là rỗng nhưng là không đúng, như vậy là nó phải như này mới đúng nhé. Như vậy là cái này các bạn sẽ tìm hiểu sau nhé, nó phải như này này đây, thì đây là cái dãy ngược lại của A đây, đây mà như vậy là mặc định cái này rỗng thì đây là phần tử cuối cùng của A, chỗ này rỗng là phần tử đầu tiên của A, như vậy cái dãy này là dãy ngược lại của A, lại của A. Cái này dãy ngược lại. Hôm trước tôi làm cái bài chúng ta dùng cái hàm mà dùng cái hàm reverse, đúng không? Reverse thì nó trả lại là cái nó sẽ quay ngược lại cái là ngược lại của A. Còn đây đây là cái lệnh mà tạo ra dãy dãy ngược nhưng mà là A, bản thân A nó không thay đổi. Nên toàn bộ cái phần mà các cái lệnh mà slicing này thì nó không tác động vào VA nhưng mà nó tạo ra một cái dãy mới mà có ảnh hưởng đến này. Được chưa? Vậy là cái slicing là cái phần là khó, tương đối khó. Phần này sẽ học sinh không, lớp mình không được học, là chúng ta nên biết một chút để chúng ta hình dung, và có rất nhiều sẽ có rất nhiều những cái bài tập liên quan đến những cái liên quan đến những cái liên quan đến dãy, liên quan đến các cái liên quan đến mà chúng ta phải dùng slicing nha. Bây giờ tôi lấy ví dụ nhé, bài tập là như sau này, bài tập nhỏ nhỏ thôi là cho trước dãy A này, cho trước cái dãy A bất kỳ. Thì đề bài sau nên đề bài này sao nó cần cần phải lấy ra cái một nửa cái dãy đầu của A, với điều kiện là nếu mà A lẻ thì lấy đến phần tử giữa luôn, còn nếu A chẵn thì lấy đúng một nửa, nếu mà A nếu mà độ dài của A mà là chẵn ấy thì lấy đúng một nửa, thì làm cách nào, thì làm cách như sau nhé. Tức là đây bây giờ giả sử A bằng lấy A là 5 phần tử nhé, 1 2 3 4 5, nhưng mà A có 5 phần tử thì cần ra lấy một nửa của nó, tức là lấy là gì, thế là từ 1 đến 3 một nửa, thì làm thế nào, thì chúng ta làm như sau, chúng ta lấy A này phần tử đầu này, phần tử cuối là cái giữa của A là như sau, là chúng ta lấy phần tử là len A đúng không, len A và chia cho 2 và cộng 1, thầy làm này thầy nó mới được nhé, len A chia 2, len A chia 2 của chúng ta đây nó làm không, nó là cộng 2 cơ, như vậy phải làm như này mới đúng, phải làm len A cộng 2, thì khó một tí nhé, cộng 2 đó, xong ở đây là phải chia cho 2 đó, thì đây đến ra là đây là một nửa của A, tính cho tận tận nếu mà A là lẻ, n là lẻ thì đến đúng đúng giữa luôn, đến phần tử giữa luôn đấy, thì enter này nó sẽ ra chỉ là 1 2 3 nhé. Trường hợp A chẵn thì làm như nào, bây giờ trường hợp A chẵn nhé, A đây bằng n chẵn là 1 2 3 4 5 6, việc lấy một nửa của nó tức là từ 1 2 3 thì làm như sau, chúng ta vẫn làm như vậy, A phần tử đầu là 0, còn nó phần tử cuối là chúng ta lấy len A, len A của chúng ta đây là 6, 6 và chia 3 cộng 1, thì chúng ta vẫn làm được, chúng ta vẫn dùng được cái này, thực ra cái này vẫn vẫn ăn vẫn đúng nhé, đúng lại nha, đúng không nha. À, trường này thì bị sai này, như vậy là trường này là phải len A chia 2 đây, là cộng cộng 1, thì làm lại thì lại cho nên bài này là hơi khó đấy nhé, đây này cộng 1 thôi,
Như vậy nếu n mà chẵn thì chúng ta dùng dùng cách này. Đấy. Nếu n là chẵn thì lena là chẵn thì chúng ta dùng công thức này. Còn nếu mà lena mà lẻ thì chúng ta dùng công công thức này để lấy ra một nửa cái đầu của a. Hay không nào? Như vậy nhưng mà tập như này là mình tập tương đối khó. Tương đối khó liên quan đến đến slicing. Được chưa? Nhưng mà chúng ta nhớ cái một chút đến những cái slicing đó nhá. Bạn có thấy khó không? Bây giờ tôi sẽ mô tả sang một cái hôm nay là cái buổi số 2 của list. Tôi muốn đưa cho các bạn một vài cái kiến thức sâu một chút. Tiếp theo, bây giờ tôi sẽ mô tả một vài cái tính năng mạnh hơn của list, tức là cái tính năng nó gọi là tính năng là tạo dãy nhanh như thế nào. Cái này là cái tính năng rất là mạnh. Rất là mạnh của Python mà ở trong sách thì không thể viết được. Bây giờ tôi xin mô tả các bạn nhé. Nhưng mà đây đây là slicing. Để sang phần tiếp theo tôi mô tả các bạn khái niệm tên là tạo dãy nhanh, một cái kiến thức rất là mạnh, tạo dãy nhanh. Thì đối với tạo dãy nhanh thì học sinh lớp 10 thì không được học, không được học trong sách giáo khoa. Nhưng mà tôi nghĩ là giáo viên nên biết và cũng nên dạy cho học sinh giỏi. Sang lớp 11. Sang 11 khi các bạn học sang cái phần lớp 11 là chúng ta sẽ trong cái phần Python này sẽ dạy cho học sinh là các kỹ thuật lập trình học và thuật toán. Thì cái việc tạo dãy nhanh này là đương nhiên là phải biết. Nên trước mới tôi nói trước các bạn cái lệnh là tạo dãy nhanh. Tức là như thế này. Tức là đáng nhẽ chúng ta phải tạo tạo dần từng bước, bây giờ chúng ta sẽ gộp lại và tạo một lần thôi. Tạo dãy nhanh. Nhé. Tôi lấy ví dụ như thế này. Thế nào là là tạo dãy nhanh. Đây nhé. Đây, ví dụ như này nhé. Như cái bài vừa rồi tôi bây giờ cho trước A là tập hợp mà một dãy bất kỳ các phần tử. Đây nhé. Đó. Bây giờ đầu bài gì? Đầu bài là tôi cần lấy ra từ A các cái phần tử là chẵn để đưa sang một dãy B. Thì làm như nào? Thì cách làm thủ công là như này. Từ A tôi tạo ra một dãy con, một cái dãy con là gồm các phần tử là số chẵn và đưa vào dãy B. Thì tôi làm cái là thủ công là chúng ta tạo B là một cái dãy rỗng, sau chúng ta là for in A trên A kiểm tra x, nếu là chẵn, nếu x thì mà chia cho 2 mà bằng 0 thì chúng ta sẽ bổ sung phần tử x này vào vào B. Đấy. Chúng ta duyệt nhân cho B là B cho B là rỗng nhé, chúng ta duyệt các phần tử của x trên A sao cho là x tìm tất cả các x thì mọi x là chẵn thì đưa vào B. Thì sau lệnh này thì B nó sẽ là các phần tử là số chẵn của A 2 4 6 10 0 4 đây rồi. Đấy. Thì cái làm này chúng ta mất là 1 2 3 4 1 2 3 4 dòng. Thì vẫn không sao, cái này làm cái làm chuẩn không sao cả, học sinh lớp 10 là phải làm như này được. Nhưng bây giờ chúng ta có cách làm nhanh, chúng ta sẽ gộp tất cả bốn dòng này làm một lệnh thôi. Đấy, thì đây là sẽ mô tả các bạn, đây là cái lệnh rất là hay mà rất hay sử dụng ở trong thực tế, nó gọi là tạo dãy nhanh. Thì làm như sau nhé, cách làm nhanh như sau này, chúng ta dùng B này, chúng ta đặt B này, chúng ta đưa vào cái như thế này, đưa vào cái dấu như thế này nhé. Chúng ta viết là x in A. Đấy. Sau đó là for if hai bằng không. Các bạn thấy có nhanh không nào? Nhưng mà là duyệt x chỉ ở trên A nếu với điều kiện là như thế này. Đấy. Thì đây là cái lệnh mà rất là nhanh, rất là nhanh, là nhanh. Tức là không phải như này, tôi biết là nhầm x
xong for thế này chứ, x xong là for x in a x đó, thế này thế mới đúng, bạn nhìn nhầm nhé. Nhưng mà là tập hợp b, tập hợp tất cả các x gì mà chúng ta duyệt x gì này ở trên a, ở trên a với điều kiện là x gì là với điều kiện là x gì là số chẵn. Đây, đây là cái lệnh tự kiểm tra này. Đấy, thì B mới đúng này, B là chính là các số chẵn nhé. Như vậy là gì? Như vậy là một cái dạng đơn giản của cái tạo nhanh là như thế này. Chúng ta sẽ phải làm lập rất nhiều nữa trong trong ngày hôm nay đấy nhé. Như vậy là tạo nhanh là như thế này. Chúng ta B nhé. Chúng ta dùng lệnh này nhé. Chúng ta là x gì? Xong là for x duyệt trên từ A và if một cái điều kiện nào đó, điều kiện. Đấy. Đây là cái lệnh là tạo nhanh. Cái lệnh này nó tương đương như sau. Cái lệnh này lệnh tạo nhanh nó tương đương như này, nó tương đương với là chúng ta phải dùng bốn lệnh. Bốn lệnh là một lệnh một là B bằng rỗng này. Đấy. Xong là for x in A. Đó, for x in A, sau đó là if if là điều kiện, if điều kiện thì B append append x. Đấy, vậy này bốn lệnh này chúng ta gộp lại bằng một lệnh thôi, thì lệnh này, này là nó là lệnh tạo nhanh, tạo dễ nhanh, được chưa? Bây giờ tổng quát lệnh này nó cho phép chúng ta tổng quát là như sau, không những là x gì đâu mà nó còn cho phép như này, cho phép chúng ta là tổng quát của lệnh, như cái lệnh tổng quát này. Tổng quát tạo dễ nhanh, tạo dễ nhanh nhé. Đây là B này bằng này, không phải là x gì đâu mà là thậm chí có thể là một cái hàm của x gì, fx đấy, là một cái hàm, hàm này chúng ta có thể tạo trước ở đâu đó bất kỳ thoải mái. Sau đó là for cái biểu thức, có thể là một biểu thức for x in A, đúng không, if điều kiện. Nếu mà không có cái điều kiện này thì là lấy toàn bộ phần tử của A. Còn có điều kiện này là có cái ít, nó sẽ giảm bớt, là cái bộ lọc giảm bớt đi. Thì đây mới là công thức tổng quát của cái lệnh tạo dễ nhanh. Bây giờ tôi sẽ cùng các bạn chúng ta tạo một vài cái dễ nhanh nhé. Đây, dễ nhanh. Ví dụ A đây. Bây giờ tôi muốn là tạo dễ B là các cái phần tử tương ứng của A nhưng mà nó bình phương lên. Bình phương lên có làm được không? Bình phương lên. Đây, làm như này nhé. Thì tôi biết là B này bằng này. X nhân x thì. Đấy, như vậy hàm của x thì nhé. Còn đó là for x in A. Thì đây chính là cái. Bài này là không có là ít nữa vì nó không lọc nữa. Như vậy là x thì nhân x thì for x in A. Như vậy là đây là cái bài là tạo một dãy nhanh là các cái x thì bình phương. X thì thuộc A. Nhưng mà chính là dãy các phần tử là bình phương của A. Enter thì bên là cái này, đây bên là các bình phương của A, như vậy nó rất là nhanh. Nhưng mà đây có thể là một cái hàm bất kỳ, hàm bất kỳ, nhé. Hay là một cái bài khác, A có là một dãy bất kỳ, có thể là âm, có thể là dương không này, trừ một này, hai này, trừ mười này, sáu này, bảy này, trừ chín này, trừ mười bảy này. Bây giờ tôi muốn một cái tạo ra một dãy B cùng các phân tử là chính từ A nhưng mà lấy trừ tuyệt đối đi, trừ một tôi lại thành một, trừ hai thành hai, còn số dương tôi để nguyên nhé. Thì bài này làm như sau, chúng ta dùng cái hàm có sẵn là hàm trừ tuyệt đối, viết B bằng đây trừ tuyệt đối, dùng hàm là ABS x xong for x in A. Đây là cái lệnh tạo dãy nhanh từ A mà lấy tất cả các phần tử của A nhưng mà lấy trừ tuyệt đối lên. Enter thì B chính là cái dãy A đây nhé, A là cái dãy này. Đấy. B là dãy này. Trừ 1 sẽ lên 1 này, trừ 10 sẽ là 10. Đây là một cái hàm bất kỳ. À. Được chưa? Và sau đó có thể có lệnh ít nữa thì nó sẽ lọc một lọc nữa. Thì như vậy là cái lệnh mà tạo dãy nhanh là rất là hay luôn. Nó làm cho cái việc mà tạo dãy trở nên rất là nhanh, rất là nhanh. Được chưa? Chúng ta hiểu chưa? Nhưng mà như vậy cái lệnh tạo dãy nhanh là lệnh chúng ta sẽ dùng rất nhiều lần ở trong tương lai, ngay trong tương lai, trong những ngay cái bài sau đây và cái bài sau nữa. Được chưa? Rồi thế bây giờ tới đây tôi sẽ
dừng lại một chút và tôi sẽ trình bày với các bạn cái khái niệm mà rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại các bài bài học bài hôm trước mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu và để xem là cái em cái lệnh copy là như là tôi cái lệnh copy của cái em dãy lên là cái gì. Bây giờ tôi mô tả các bạn xem cái này nhé. Bây giờ chúng ta bây giờ chúng ta có x thì chúng ta cho bằng 10 nhé. Bây giờ tôi viết là y bằng x thì đây là cái lệnh mà chúng ta vẫn làm trong ở trong Pascal quen rồi, là chúng ta lưu thì tôi cất đi, lưu x và y và cất đi được chưa, để cho không mất giá trị này là 10 chẳng hạn. Sau đó tôi x thì tôi đặt thoải mái, x thì tôi đặt bằng 100 chẳng hạn, 100 chẳng hạn được chưa. Và bây giờ kiểm tra lại xem cái y nó còn là 10 không, cần thiết tôi quay lại tôi dùng lại cái y, tôi kiểm tra cái y nó vẫn là 10 đó. Cho nên đây là cái mà chúng ta trong quá trình mà chúng ta lập trình thì rất hay sử dụng cái này. Chúng ta phải cất cất cái biến đi để lưu trữ lại, để lưu trữ lại, cần thiết chúng ta lôi ra chúng ta dùng thì chúng ta dùng cái lệnh gán y bằng x để chúng ta gán như vậy, để chúng ta cất đi. Thì cái này như vậy là cái chỗ này là chỗ làm đối x là cái số nguyên, thì cái việc việc mà cất đi lưu trữ này là hoàn toàn đúng. Vậy là, trường này là với Python là hoàn toàn chính xác, giống hệt như là Pascal hay là C. Được chưa? Nhưng bây giờ chúng ta thì kiểm tra thử với dãy thì như thế nào. Chuyện này bắt đầu khó nhé. Thì tôi làm chậm thì các bạn xem này. Bây giờ thử A, tôi làm có một dãy rất quan trọng. Dãy này tôi lưu một cái dữ liệu gì đó mà theo tôi là quan trọng. Điểm số của các em học sinh của lớp tôi là người nhất là 10 điểm này, người thứ hai là 9.7 này, người thứ ba là 8.6. Bây giờ đấy tôi có ba cái điểm này, ba giá trị này tôi thấy là quan trọng, tôi cần cất cái mảng này đi. Cái mảng này là mảng quan trọng, cũng có ba giá trị đó, 10, 9.7 và 8.6. Vì tôi muốn cất đi, tôi viết b bằng a, tôi cất đi, bằng cất đi. Sau đó tôi làm việc với a thoải mái, ví dụ tôi sẽ em là tôi sẽ em đen a không, ví dụ như vậy, xóa đi. Như vậy a bây giờ còn lại là hết, còn lại này thôi. Tôi sẽ bổ sung với a chấm pen 20, tôi lấy dụ như vậy. Như vậy nó a làm cái dãy, tôi sẽ biến đổi đi như vậy. Bây giờ tôi kiểm tra lại b nó còn như cũ không nhé. Bây giờ tôi viết b, các bạn thấy không nào? Như vậy là b nó cũng thay đổi theo a, có thấy không? Vậy chúng ta đặt b bằng a nhé, b bằng a, và chúng ta thay đổi a bằng cách là ta xóa đi phân tử a không này và ta thêm a 20 vào, như a nó sẽ là 9.7, 8.6 và 20. Khi kiểm tra b thì b nó cũng thay đổi theo, b nó cũng là 9.7, 8.6 và 20 đó. Vậy từ đây suy ra là cái lệnh này này là cái lệnh chúng ta không thể dùng để mà lưu dữ liệu được. Đây là chỗ rất là hay sai đối với học sinh. Cái này thì trong sách khoa cũng không có, nhưng mà theo tôi thì các thầy cô là nên, các bạn nên nên dạy cái này cho học sinh. Thì vì chúng mình chắc là bất cứ một tư duy nào dễ hiểu là chúng ta dùng lệnh gán, chúng ta lưu lại, lưu cái giá trị lại để sau này sẽ dùng. Như vậy cho là bị sai. Thế câu hỏi đặt ra là vì sao đối với số nguyên hay là số thực chúng ta lưu lại vẫn không sao, nhưng mà đối với dãy thì lại bị sai, đối với list lại bị sai? Đây là một câu hỏi rất là khó luôn. Câu hỏi này là câu hỏi mà câu hỏi này thì có lẽ chúng ta tôi sẽ giải thích sau trong các buổi sau nữa, nhưng bây giờ tôi sẽ đưa ra cái giải pháp là để làm thế nào. Còn cái giải thích này thì có lẽ tôi để một vài buổi nữa, khi chúng ta học sâu hơn một chút nữa, nhiều hơn nữa, tôi sẽ quay lại tôi giải thích về mặt lý thuyết, về mặt cấu trúc của ngữ lập trình Python như vậy. Còn bây giờ tôi đưa ra cái giải pháp là như vậy. Đối với kiểu dữ liệu list, chúng ta muốn lưu lại để cất đi một cái bản, một cái dãy, một phần tử list, thì chúng ta không dùng cái lệnh là gán, mà phải dùng như sau. Đây, để tôi làm lại nhé. Là sẽ đây tôi làm lại a của chúng ta là như thế này. À đây nhé. Rồi. Bây giờ tôi không thể dùng lệnh b bằng a được, mà tôi phải dùng lệnh gì? B bằng a chấm copy. Nhưng mà đây chính là cái hàm mà tôi đang muốn. Đây là một cái hàm mà một cái phương thức của a mà chúng ta nói rồi. Hôm trước tôi dạy nó các bạn hết rồi, nhưng mà tôi trừ cái hàm này ra vì chúng ta không nói, thì bây giờ tôi sẽ nói đến. Như vậy là b bằng a copy là cái lệnh là tạo ra một cái phiên bản, một cái dãy khác của a,
nhưng giá trị là giống A. Đây, mình tôi enter nhé. Thì tại thời điểm này thì B nó chính là bằng A đây rồi. Bây giờ tôi sửa, tôi thay đổi A này. Tôi đen A này, đen A này, không như này. Và tôi bổ sung này. A pen bổ sung vào cuối của A một cái số nữa, ví dụ như là 7.1 chẳng hạn. Như vậy bây giờ A nó sẽ là 9.7, 8.6, 1.1. Kiểm tra B này. B nó vẫn như cũ, không thay đổi. Đấy, B vẫn là như cũ nhé, B vẫn là 10, 9.7, 8.6, như vậy B không thay đổi. Như vậy suy ra là đây chính là cái lệnh mà dùng để cất đi một cái biến kiểu 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 dãy. Các bạn chú ý nhé. Như vậy là đối với bây giờ chúng ta đã hiểu cái hiểu hiểu vì sao nó có cái phương thức là copy. Một hôm trước tôi không nói. Đấy. Như vậy là copy là cái lệnh dùng để là tạo ra một cái bản sao mà nó khác cái bản ban đầu, và nó chúng ta có thể dùng để lưu trữ dữ liệu cất đi. Còn ở trong Python thì cái lệnh b bằng a nó không cho phép, b bằng a nó không tạo ra một cái bản sao để cất đi được. Còn lý do vì sao thì tôi sẽ giải thích sau nhé. Như vậy là cái để lưu để cất đi thì chúng ta phải dùng cái lệnh là copy. Như cái gọi là copy là lệnh rất quan trọng luôn, vì sao nó có ở trong cái phương thức của cái dãy, đó chính là cái copy này. Như vậy là cái lệnh copy là cái lệnh dùng để tạo ra một cái bản sao để trong này mà cất đi an toàn, sau đó A chúng ta có thể thay đổi thoải mái, chúng ta dùng thoải mái mà không sao cả, được chưa? Thì đó là cái, được chưa? Đó là cái em rồi. Thế bây giờ tôi sẽ em khi chúng ta bài tập, tôi làm thêm một chút nữa nhé. Như vậy là chúng ta đã làm quen với kiểu dữ liệu list, là kiểu dữ liệu rất rất quan trọng. Nó là nó chính là cái kiểu dữ liệu tương đương với ở trong Pascal, thì nó là dữ liệu nó là mảng đấy. Tất nhiên là cái khái niệm mảng ở trong Pascal là nó vì đặc điểm nó khác mà, nó là khái niệm mảng mà chúng ta hay dùng ở trong các cái lý thuyết về thuật toán chẳng hạn như vậy. Nhưng mà ở trong Python mà cần làm những bài tập về mảng thì vẫn phải dùng list. Nhưng mà list chính là dùng để thay thế cho khái niệm mảng ở trong Pascal khi ta làm các bài tập. Được chưa? Thế bây giờ mình nói thêm này. Ngoài list ra thì ở trong Python còn có một kiểu dữ liệu nữa. Cũng là dãy. Nhưng cái dãy này nó gọi là dãy hằng. Thì cái kiểu dữ liệu này nó là tuple. Đây. Khi mô tả một cái dãy mà dãy hằng ấy, gọi là dãy hằng hay là dãy bình thường là dãy hằng, thì chúng ta không dùng dấu nhọn như này mà chúng ta dùng cái ngoặc tròn như là 1, 2, 3. Thì đây nó cũng là một dãy, cái a này cũng là một dãy. Chúng ta có thể viết là a đây, có thể suy nhập vào a là không đây, a không của nó vẫn là 1 nhé, a 1 của nó là a là 2, a 2 của nó vẫn là 3 đây. Mà có cái hàm len đây, chúng ta cũng dùng bình thường len a đây, mà có cái hàm in dùng bình thường như là 4 in a kiểm tra cái bình thường, đúng không nào? Và cũng có là for x in a vẫn có duyệt thì bình thường nhé, x in a, và sau đó là print ra cũng như bình thường. Như vậy đối với kiểu dữ liệu mà còn thế kia về mặt nào đó, chúng ta có thể khai thác giống như là list. Được chưa? Nhầm vì viết ra chữ for x in a sau đó chúng ta sẽ print x thì thôi chứ, chúng ta ra là 1, 2, 3 như này. Như vậy lệnh duyệt này đối với cái kiểu dữ liệu này là kiểu dữ liệu nó giống như list nhưng mà nó khác như này. Vì chúng ta dùng lệnh type thì đó là kiểu dữ liệu khác, là kiểu dữ liệu là gọi là tuple. Đó. Như vậy là kiểu dữ liệu tuple là kiểu dữ liệu nó rất là gần giống dữ liệu list. Để chúng ta ghi vào đây một chút nhé, để các bạn nhớ nhé. Ở trong Python thì ngoài kiểu dữ liệu list ra, nó còn có một kiểu dữ liệu gần giống như vậy nữa, là nó gọi là kiểu dữ liệu ống, hay là ví dụ hay là người ta gọi là dãy hằng, nó gọi là tuple. Đấy. Cách khai báo như sau. Ở bên list khai báo như là a bằng bằng dấu ngoặc này là 1, 2, 3. Thì ở bên này là
A này là 1, 2, 3, dấu ngoặc tròn. Tôi viết khác đi để cho nó không viết A đây, A này nhé. Đó thì cái này nó là tuple, nó là dãy ống là rất hay sử dụng ở trong ở, ở trong ở trong ở trong Python. Thì khi nào dùng dãy ống hay khi nào này, để tôi mô tả cái dãy ống nó khác gì so với list. Cái ống này cũng vẫn như cái ống này vẫn là dùng được cái ống này là dùng như bình thường. Chúng ta vẫn có thể như sau này, chúng ta có thể là chỉ số là có này, chỉ số bình thường nhé, chúng ta dùng là duyệt bình thường nhé, duyệt 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 dãy bình thường, duyệt dãy bằng bằng lệnh for như bình thường nhé. À, chúng ta dùng toán thử in bình thường nhé, toán thử in nhé. Và chúng ta vẫn cho phép dùng là slicing như bình thường, là vùng chỉ số slicing như bình thường nhé. Đây này, vì đây là A của chúng ta đấy nhé, A của chúng ta là cái này nhé. Nhưng mà đây A đây, tôi biết là đây chỉ một là cái dãy ngược lại của A, nhưng mà nó là tuple chứ không phải là dãy. Thế thì cái không phải là list. Thì cái tuple nó khác gì với list? Khác như này này, là tuple là chúng ta không thay đổi giá trị. Đây tôi bây giờ tôi trở lại, tôi muốn thay đổi số này bằng 10, máy 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 báo lỗi ngay là không thay đổi được, và nó không có những lệnh như là append hay là clear hay là vân, tất cả các phương thức không có. Mình chúng ta đi ra lên xem là A nó có phương thức gì. Đấy. Thì không có, A nó chỉ có hai phương thức là count và index thôi, hai phương thức, nó hoàn toàn nó không có cái phương thức như là đây, không có phương thức như là append, clear, copy, count, extend, hoặc là không có hết nhé, không có. Chỉ có mỗi là cái count này và index là có. Count là đếm xem là một phần tử là xuất hiện trong dãy đó là bao nhiêu lần. Index là chỉ ra cái vị trí của cái của một phần tử ở trong cái dãy đó. Như vậy nên chỉ có hai cái phương thức này thôi. Đó. Được chưa? Như vậy là tuple là kiểu dữ liệu mà không thay đổi được giá trị, thì người ta gọi đó là dãy hằng, là vì vậy. Được chưa? Như vậy là cái điểm khác biệt giữa giữa list và tuple là như thế này. Đây. Là list thay đổi được giá trị, thay đổi các giá trị của nó, thay đổi được giá trị của các phần tử, của từng phần tử một nhé, từng phần tử. Còn tuple thì không thay đổi được, không thay đổi được giá trị, không thay đổi được giá trị đó. Được chưa? Rồi, và tới đây thì chúng ta xem chính vì không thay đổi giá trị chứ nó ta gọi đó là người ta gọi là hằng, là cái dãy hằng. Được chưa? Người ta gọi đó là dãy hằng. Thế thì mà thì như vậy tới đây chúng ta bắt đầu đến một khái niệm rất quan trọng nhé, là ở trong Python ấy, như vậy là các cái đối tượng, các kiểu dữ liệu, các cái đối tượng dữ liệu của trong Python ấy, đối tượng dữ liệu ở trong Python mọi thứ đều là đối tượng hết nhé. Trong Python thì người ta chia làm hai loại, một loại là thay đổi được giá trị, ví dụ như là list thay đổi được giá trị, này là phần rất quan trọng nhé. Một loại thứ hai là không thay đổi được giá trị, không thay đổi được giá trị, được giá trị đó. Đấy, thì bây giờ chúng tôi đến phần khó đây. Thì cái như vậy là cái đây là cái rất 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 đặc biệt ở trong Python ấy, thì cái đối tượng dữ liệu nào mà thay đổi giá trị thì người ta gọi nó là kiểu dữ liệu là khả biến. Có thêm một từ mới nhé, là khả biến. Còn cái dữ liệu mà không thay đổi được giá trị thì người ta gọi đó là kiểu dữ liệu là bất biến. Như vậy trong đây là những khái niệm mà ở trong Pascal và ở trong C là hoàn toàn không có, hoàn toàn là mới mà nó lại vô cùng quan trọng ở trong bất biến. Bất biến. Được chưa?
tất biến tức là cái kiểu dữ liệu mà chúng ta không thay đổi giá trị, khi tạo ra là dữ liệu của nó khi tạo ra là nó cứng luôn, như vậy là một cái dãy mà dãy kiểu tuple đấy, ví dụ như đây, ví dụ như đây là tuple chẳng hạn, là kiểu dữ liệu là bất biến, còn list là kiểu dữ liệu là khải biến, tạo ra một cái dãy chúng ta có thể thay đổi thoải mái, được chưa? Như vậy là khái niệm mảng, mà nhưng mà khái niệm mảng của Python nó chính là đúng là list, nó là dữ liệu là khải biến. Nếu mà chúng ta so sánh cẩn thận ấy, thì mọi 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 kiểu dữ liệu ở trong Pascal là khải biến hết, ở trong Pascal không có khái niệm là dữ liệu bất biến, nhưng ở trong Python thì tất hầu hết tất cả kiểu dữ liệu đều là bất biến cả. Như vậy như sau nhé, như vậy chúng ta đã đi đến cái kết luận là làm các biến tử dữ liệu trong Python chia làm hai loại là khải biến và bất biến. Thì bất biến thì gồm có này, chúng ta vừa biết là tuple bằng bất biến, ngoài ra chúng ta sẽ biết được ngay đấy, và tôi sẽ chứng minh ngay là kiểu dữ liệu in số nguyên, kiểu dữ liệu số thực nhé, kiểu dữ liệu bool và mai kia cả kiểu dữ liệu string nữa đều là bất biến hết, tất cả cái này đều là bất biến hết. Còn khải biến thì chúng ta hiện nay chúng ta đang có là kiểu dữ liệu list, tôi nói luôn là đến cuối chương này tôi sẽ trình bày các bạn thêm hai kiểu dữ liệu khải biến nữa, là kiểu dữ liệu là tập hợp, nó gọi là set nhé, chúng ta sẽ được học ở cuối, và kiểu dữ liệu nữa là kiểu dữ liệu là từ điển, nó gọi là dict. Cái này nó là tập hợp này, tập hợp này, cái này nó là từ điển đấy. Và như vậy là ở trong Python này thì chỉ có ba cái này là duy nhất là kiểu dữ liệu cơ bản mà khải biến thôi. Đấy. Còn lại tất cả kiểu dữ liệu khác là bất biến hết. Đấy. Cái này là cái gì đặc biệt nhé, không phải chỉ những này đâu mà tất cả những thằng khác, chúng ta sẽ học trong tương lai là nó bất biến hết. Chỉ có ba cái anh là anh list là một, anh set là hai và anh dict là ba, là cái ba kiểu dữ liệu là khả biến. Nhưng mà chúng ta trong chương trình chúng ta sẽ không được học cái này, trong chương trình sách giáo khoa không có. Và tôi sẽ ở cuối cái chương trình này, lớp này tôi sẽ trình bày các bạn cái kiểu dữ liệu tập hợp và dict là từ điển. Đây là kiểu dữ liệu, hai kiểu dữ liệu vô cùng quan trọng của Python, đặc biệt là đối với học sinh cần học để thi học sinh giỏi ấy, thì rất cần hai kiểu tập hợp này, hai kiểu dữ liệu này. Còn list là cái chúng ta sẽ học rất là nhiều, vì nó chính là tất cả các cái dữ liệu mà chúng ta tương đương với dữ liệu mảng ở trong Python nhé, ở trong trong Pascal. Bây giờ quay lại cái tuple nhé. À, vì sao nó quan trọng đây, tôi nói thêm. Khi mà chúng ta nhớ lại là chúng ta đây chúng ta nhớ lại cái này hồi chúng ta làm, chúng ta tạo ra hai cái biến là x này, y này. Sau là các bạn nhớ lại chúng ta có một cái lệnh mà để hoán đổi hai cái giá trị này, chúng ta chỉ biết là x y này bằng y x. Chúng ta nhớ lại nhé, đây là cái lệnh chúng ta đã học từ lâu rồi, học từ bài đầu tiên, mà lệnh rất hay của Python là không phải dùng ba lệnh để chúng ta mà đổi giá trị của hai cái biến, mà chỉ cần một lệnh thôi. Đó. Thì tức là x thì đổi thành là 20 và y đổi thành. Thì bây giờ tôi giải thích vì sao nó có cái này nhé. Đây. Khi chúng ta viết là x thì phải y, ta enter thì lập tức là máy tạo ra một 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 cái đối tượng là tuple gồm có hai giá trị là x và y. Đây, máy tạo ra luôn một cái tuple này, tuple. Như vậy khi mà tôi viết một cái dãy số như này, bất bất kỳ một cái dãy số nào, thì máy sẽ tạo ra luôn là một cái tuple. Thì lấy ví dụ nhé, khi tôi viết là a bằng x thì phải y, thì máy hiểu ở đây x y chính là một cái tuple trong đúng không? Thì hiểu rồi, như vậy a đây, a là cái này, nhưng tôi có thể viết như này a bằng x phải y. Bây giờ đây máy vẫn hiểu được nhá, enter vẫn ăn và a nó vẫn tính là cái đó. Như vậy khi tôi viết các số cách nhau bởi dấu cách thì máy hiểu ngay, cách nhau bởi dấu phẩy thì máy hiểu ngay đó là một cái tuple. Như vậy cái tuple là nó được mô tả mà được được tạo ra là mở hơn rất nhiều lần so với list. Với list thì chúng ta cũng phải biết như này, phải biết là hoặc hoặc vuông sống x thì phải y thì máy mới tạo ra được một cái list. Còn cái viết x thì phải y này là máy tạo ra một cái tuple ngay. Đó. Và cái lệnh này, cái lệnh là a bằng x
thì phải y cái lệnh là tạo ra một kiểu dữ liệu là tuple gồm có hai phần tử là x và y, và đây a cái a không chính là x thì 20, còn a một thì nó chính là y là 10. Như vậy khi tôi viết y đây mà tôi có thể viết thêm x y là 20 nữa, 30, vị ba số liền nhau đi thì ba cái này tạo ra một cái tuple gồm có ba số, enter này nó tạo ra một cái tuple luôn. Đấy. Như vậy này được chưa? Đấy, bây giờ giả sử a bằng cái tuple 21 chẳng hạn thì đó cũng phải viết lại thì phải y bằng a, máy hiểu ngay nhé. Thì bây giờ là gắn về gắn a, gắn a không cho x thì một gắn a một cho a một cho y, enter. Đấy, hiểu ngay. Như vậy x thì đây chính là 2 mà y chính là 1. Đó. Như vậy cái lệnh này là cái lệnh mà gán đồng thời chính là nếu a là một cái tuple thì nó sẽ gán là phần tử thứ nhất là cho x, phần tử thứ hai là cho y. Đấy, bây giờ tôi quay lại lúc nãy nhé. Như vậy khi tôi viết là x thì y bằng y x thì máy hiểu như nào? Đấy. Thì đầu tiên máy sẽ tạo ra một đối tượng ở bên phải. Bên phải là một cái tuple có giá trị là có hai phần tử là y và x y. Sau đó là máy gán x y bằng cái đối tượng đó, giống như ở đây này, giống như ở đây này. Đấy. Và như vậy máy sẽ như vậy là máy sẽ tạo ra đối tượng này này trước nhé. Sau đó là gán giá trị của y này cho x y và giá trị của x y là cho y. Thì bây giờ ta hiểu, này ta hiểu rất là nó rất là hay. Như vậy cái lệnh này này. Như vậy là cái lệnh là mình em bây giờ quay lại để giải thích cho các bạn xem. Vì cái lệnh cho trước hai số x y nhé, như vậy là x y phẩy y bằng sửa x y phẩy y bằng bằng y x thì lệnh này là máy làm như sau. Lệnh này là máy sẽ làm như sau. Tương đương như sau. Bước 1 là máy tạo ra một đối tượng là tuple ở bên phải, máy tạo ra đối tượng như a bằng y x, máy tạo ra một cái đối tượng như vậy. Xong bước thứ b, bước thứ hai, bước số 2 là máy đặt cái lệnh là x phải y bằng a. Mà cái bước số 2 này nó tương đương với là hai lệnh, bước 2 nó tương đương với là hai lệnh, là lệnh thứ nhất là x bằng a không, lệnh thứ hai là y bằng a một. Được chưa? Sau đó cho nên là cái lệnh này này ở trong Python viết thực ra là nó thuộc, nó tạo ra, nó tương đương là ba lệnh gán. Lệnh gán thứ nhất là a bằng y x, lệnh gán thứ hai là x bằng a không, lệnh gán thứ ba là bằng lệnh gán thứ ba là y bằng a một. Cho nên bản chất mình nói ở bên trong lòng của Python nó cũng tương đương với là vẫn là ba lệnh. Chúng ta nhớ lại lệnh này ở trong Pascal này nó tương đương với là ba lệnh. Lệnh một là tem là tem bằng x gì, sau đó chúng ta gắn tiếp là x bằng y, xong chúng ta gắn y bằng tem. Vậy ở trong Pascal và trong C thì cái lệnh đổi vị trí của hai số là ứng là ba lệnh là tem bằng x gì bằng y và y bằng tem. Còn ở trong Python cũng như ba lệnh mà nó ẩn đi. Lệnh thứ nhất là tạo một đối tượng là tuple a bằng y x gì. Lệnh thứ hai là gán a không gắn vào x gì. Lệnh thứ ba là gắn a một gắn vào y. Vẫn là ba lệnh. Các bạn thấy không? Mà nó rất là khác nhau. Như vậy các bạn thấy là bản tới đây ta thấy là rõ ràng giữa hai cái ngôn ngữ lập trình cũ là Pascal và C và so Python là nó rất là khác nhau. Nó rất là khác nhau. Nhưng mà nhìn thoáng qua làm các bài tập đơn giản thấy nó rất là giống nhau, nhưng mà đi sâu càng đi sâu vào chúng ta thấy nó sẽ càng khác nhau, cho đến là sau này khi các bạn làm các bài tập thi học sinh giỏi làm sâu hơn nữa thì càng vào sâu nó sẽ càng khác nhau. Tất nhiên là về mặt nào đó nó chính là cũng là trình bậc cao, nó rất nhiều những cái phần giống nhau, nhưng mà đi sâu hơn nữa vào thì chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt nhé. Đấy, được rồi, như vậy tôi vừa mới trình bày, bây giờ tôi sẽ trình bày thêm một cái ý nữa nhé, thêm một cái kiến thức nữa. Nhưng hiện đây tôi nói luôn là ở trong thậm chí là như này, ở trong đối với dãy, đối với list ở trong trong Python nó không những là hỗ trợ chỉ số mà nó còn có khái niệm là gì? Có khái niệm là chỉ số âm.
Đấy, cái này là hôm trước có một bạn ở trong nhóm cũng đưa ra khái niệm chỉ số âm, thì hôm nay tôi nói luôn các bạn nhé. Đây, bây giờ cho trước một cái dãy A bất kỳ, một cái dãy A nhé, một dãy A này, dãy A này, tôi lấy ví dụ nhé, bất kỳ như là một này, ba này, bảy này, không này, trừ một đây. Như vậy là chỉ số của nó nhé, chỉ số thì đây nên chỉ số ứng là chỉ số là không, thằng này chỉ số là một, thằng này chỉ số là hai, thằng này là chỉ số là ba, và thằng này chỉ số là bốn nhé. Cái bốn này nó chính là gì? Nó chính là bằng là len A trừ một. Đấy. Được chưa? Thì đây là cái chỉ số này là chỉ số là dương, chỉ số là lớn bằng không. Nhưng mà Python còn cho phép chúng ta đặt chỉ số âm nữa. Cái là như sau này, rất đơn giản thôi. Thì cái phần tử cuối cùng của nó là chỉ số nó là trừ một. Sau cho tăng lên là trừ hai, tăng lên là trừ ba, tăng lên là trừ bốn và chỗ này là trừ năm. Đấy. Thì cái phần tử đầu tiên này này nó chính là chỉ số của nó chính là đây này, số của thằng này này nó chính là trừ len A. Đấy, được chưa? Vậy tóm lại nhá. Như vậy là chỉ số của dãy A nhé, bất kỳ A là như sau này. Chỉ số dương. Chỉ số dương là tính từ trái sang phải là 0 1 2 đến cuối cùng là len A trừ 1 nhé, len A trừ 1. Chỉ số âm. Chỉ số âm là nó sẽ là bắt đầu là từ bên phải sang là trừ một trừ hai, bên đây là trừ len A, len A đây là trừ một. Đấy, thấy không nào? Đấy, như vậy gì nôm na là tổng kết lại nhé, ta đặt là n bằng len A đi, len A. Đấy, thì suy ra là cái chỉ số của cái dãy A là được công tả như sau nhé. Phần chỉ số âm là trừ n, phải trừ n, cộng 1 cho đến đây là trừ 1. Đây là phần đầu. Xong tiếp theo là 0, 1, 2, cùng là n trừ 1. Thì cái phần này là phần chỉ số âm, chỉ số dương. Chính là phần 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 của A đây. Còn đây là chỉ số âm. Số âm cũng là A luôn. Chỉ số âm nhé, số âm là như thế này, các bạn nhớ nhé. Cái này các bạn thấy nó rất nó rất là về đây, nó từ đây từ trừ một đến không, nên nó liên tục liên tục. Vậy là từ trừ n đến n trừ một là đây là cái độ dài của nó là 2n, thì chúng ta chia đôi ra, một nửa đầu là chỉ số âm, nửa sau là chỉ số dương. Đây tôi chờ bạn xem nhé, đây là A đây nhé, đây tôi lấy ví dụ như A đây. A nhé, A đây, A bằng này, giả sử tôi là 1 này, 4 này, 9 này, trừ 7 này, 3, 4 nhé, 5 là 10 chẳng hạn. Như vậy là A đây là cái, được chưa? Thì có thể là for, đây tôi làm là hai lần nhé, for này, for tôi dương, for là for in range. Không, tôi đặt lại n bằng len A nhé, chúng ta nhìn ra thấy n bằng len A này. Được chưa? Thứ nhất là for i in range n, được chưa? Xong chúng ta print print n bằng đấy, đây là tôi, đây là cái bài là tôi duyệt theo chỉ số dương, là từ trái sang phải, từ trái sang phải nhé. Đấy, chúng ta là dãy này. Bây giờ tôi duyệt theo chỉ số âm cũng như trái sang phải, hoặc từ phải sang trái cũng được nhé. Vì chỉ số âm này, đây là cái chỗ này là tôi duyệt chỉ số dương từ 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 trái sang phải, tức là làm lại là chỉ duyệt theo chỉ số dương từ phải sang trái nhé. For này,
for i này in range cũng phải là ngược lại, for i in range bắt đầu từ n nhé, bắt đầu từ n trừ 1 xuống đến là 0 thì là trừ 1 trừ 1. Đây là cái lệnh là theo thứ chỉ số riêng từ phải sang trái nhé. Và đây print lệnh này nó sẽ in a theo thứ tự từ từ phải sang trái, a i n bằng, tôi dùng tính chất là cái hàm range này đấy nhé, thì lệnh nó vẫn đúng, với in ra là đi ra là 10 trừ 7 9 4 1 cho mà xem nhé. Đấy, bây giờ đây là cái lệnh tôi làm với chỉ số dương. Bây giờ tôi sẽ làm tiếp theo chỉ số âm, cái này cái gì đấy nhỉ, nó hiện lên nhé, chỉ số âm nhé. Âm chúng ta có hai cách, là cách này chúng ta duyệt theo là từ đây lên đây nhé, thì như sau này, đây là for này, for i in range bắt đầu từ chữ n, chữ n nhé, lên tới 1 tức là lên tới 0. Thì đây là cái, đây là chỉ số âm từ chữ n đến đến trừ 1 mà kết thúc rồi nhé, mà chúng ta sẽ print. Nhưng mà cái lệnh này, lệnh này sẽ in a theo thứ tự từ trái sang phải mà in theo chỉ số âm n bằng, lệnh này là sẽ in nó giống lệnh lệnh như này, nó giống lệnh lệnh này. Đấy, nó giống, em enter thử nhé. Đấy, vẫn là 149-71 là in theo chỉ số âm nhé, số âm nhé, là chữ n đến từ chữ n đến trừ 1. Bây giờ tôi làm ngược lại, for i in tôi kiểm tra xem nó cái này nó đâu ra mà nó cứ bị lỗi này, nó cứ bị hiện cái này, đây là cái Telegram nó bị, đợi tôi một chút nhé. Được, tôi sao vậy, in range nhé, lần này là ngược lại là 1 nhé, 1 đến n, nhưng phải là phải, nhưng phải đến là trừ n trừ 1 đấy, sau đó là 1, thì đây là cái là đi lùi từ 1 đến trừ n thì ta phải làm như này, đi lùi lại. Để chúng ta vẫn là print, chúng ta có 4 cách để duyệt theo các chỉ số nhé, a i. Cái này nó sẽ duyệt theo theo chiều từ phải sang trái của dãy, giống nó giống chỗ này, nó giống chỗ này này. Đấy, tôi chạy chạy thử nhé. Đấy, nó giống này, giống vậy, cái chỗ này là cái lệnh này này là nó giống ở chỗ này. Vậy đây là cái lệnh là duyệt theo từ từ trái sang phải theo chỉ số dương, cái chỗ này là duyệt từ phải sang trái theo chỉ số dương nhé. Đây là lệnh là duyệt từ trái sang phải theo chỉ số âm, đây là lệnh duyệt theo từ phải sang trái theo chỉ số âm. Các bạn thấy như vậy, chúng ta học sâu vào thấy nó rất đặc biệt. Như vậy là cái thằng này nó cho phép chúng ta là có các chỉ số âm, thì cái chỉ số âm dùng khi nào thì thực tế nó rất đa dạng, nó rất là hay, nó giúp chúng ta được rất nhiều. Những cái này chúng ta phải làm một tập sau, cái này phải chịu học, tìm các bài tập tương ứng, mà đây tôi chỉ nói lý thuyết thôi. Như vậy đây là chúng ta có thể, nhưng mà chúng ta có thể duyệt theo cái một cái mô hình là đây nhé. Như vậy là cái ở đây chính là cái giải là trừ n này, trừ n cộng 1 này, trừ n cộng 2 này, và liên tục cho đến đây là trừ 1 này, 0 này, 1 này, 2, và kết thúc ở đây là n trừ 1. Đây là cái giải chỉ số mà nếu chúng ta lấy ra một cái phần liên tục con bất kỳ có chiều dài n thì đây chính là duyệt, đây chính là duyệt trên A. Nhưng mà không phải duyệt từ phải sang trái mà duyệt theo một cái tự là vòng tròn đấy, vòng tròn ở trên A. Rất là hay. Thì đây là cái lệnh mà giúp chúng ta sau này các bạn khi mà làm các bài tập liên quan đến xử lý dãy, mà cái này là cái rất là hay, dùng được rất 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 nhiều thứ. Trong trường hợp mà chúng ta không phải duyệt, không phải lúc nào chúng ta phải cần duyệt từ đầu đến cuối, mà duyệt từ nửa chừng đến cuối và quay lại từ đầu, rất nhiều khi chúng ta cần cái duyệt như thế này. Đây là dãy A đây nhé, chúng ta sẽ không phải duyệt từ đầu đến cuối, chúng ta duyệt từ đây chẳng hạn, duyệt tới đây sau đó là quay lại từ đây. Đấy, thì muốn làm này chúng ta sẽ phải dùng cái chỉ số âm dương này để chúng ta làm, các bạn chú ý nhé. Đây là những cái mà theo tôi nó khá sâu sắc luôn. Thì hôm nay là cái bài mà tôi cùng các bạn chúng ta cùng nhau làm, cùng nhau kiểm tra về mặt lý thuyết nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số bài tập sau đây nhé.
mà chúng ta nhớ cái bản thân cái list này, bản thân nó làm cái hàm, thì list này là gì? List này nó biến đổi rất nhiều thứ sang list nhé. Ví dụ ở đây nó có thể biến đổi từ tuple sang list, lấy ví dụ như là a của chúng ta làm một cái a này là một cái tuple, ví dụ như là 1 2 3 5 7 8 là một cái, đây không phải là list, đây nó làm cái tuple. Nhưng mà tôi có thể viết là gì, tôi có thể viết là a bằng list list a nhỏ. Như vậy nó biến đổi cái biến đổi từ một cái tuple sang list a, hiểu không nào? Enter nhé, enter thì là a chúng ta nó bây giờ là list rồi. Như vậy nó có thể biến đổi từ một cái tuple sang list rồi. Rất là hay, tiện cái hàm list này rất hay. Tôi mô tả một cái list khác nhé. Bây giờ tôi cần tạo nhanh một cái dãy cùng các phần tử là từ 0 cho đến đến 99, làm như nào, làm như sau. Tôi dùng cái là list này, và từ một cái hàm nó có thể biến đổi từ hàm range 100. Như vậy là biến đổi cái range 100 này sang list, thì cái range 100 này chính là dãy số từ 1 cho đến từ 0 đến 99. Thì như vậy cái lệnh này là nó tạo ra một cái dãy phần tử là các phần tử liên tục từ từ 0 đến 99. Em cho em enter thử nhé. Thế là một dãy như vậy. Vậy chúng ta có thể có rất nhiều những cái phương pháp để làm. Tôi lấy ví dụ để chúng ta muốn tạo nhanh một cái dãy mà gồm các phần tử bây giờ tôi tạo nhanh một cái dãy gồm các số chẵn trong phạm vi từ 0 đến 100 là thế nào? Tạo nhanh một cái dãy gồm các số chẵn trong phạm vi từ 0 đến 100 làm như sau. Chúng ta dùng lệnh list này. Xong chúng ta dùng chính cái hàm range này. Hàm range bắt đầu từ 0 cho đến 100, tức là 0 cho đến là 101 100 cho chúng ta step 2. Thì đây chính là cái range này là từ the start là 0 này, stop là 101 này và step là 2. Các nhau bởi dấu phẩy nhé, đây là range. Thì đây chính là nó chuyển cái range này là cái dãy số từ 0 cho đến 101 100 mà cách nhau là 2, tức là các số chẵn nhỏ hơn bằng 100. Và chúng ta sẽ dùng cái hàm list chúng ta chuyển sang dãy sang list là enter này. A nó chính là các cái số chẵn từ 0 đến 100. Và chúng ta có thể làm các bài tập tương tự. Đấy, thấy không nào? Điều tôi muốn là ví dụ thứ hai, tôi muốn tạo nhanh một cái dãy gồm n số 1 làm như nào. Đây, ta thử n ta cho nó bằng là 20 chẳng hạn. Muốn tạo nhanh một cái dãy gồm toàn số 1 thì làm như sau. Chúng ta dùng a 1 và chúng ta nhân với n thì nó tạo ra một dãy là gồm n số 1 luôn. N số 1. Đấy. Được chưa? Bây giờ tôi tạo ra một cái dãy là các dãy là 010101 và nhân lên là 10 lần, làm như sau. Tôi viết là a bằng 0,1 sau tôi nhân lên 10 thì nó là chính là gì, là dãy là 010101 mà nhân lên thành 10 lần. Như vậy nó rất là nhanh. Như vậy chúng ta xung quanh cái list này là nó có rất nhiều cái chức năng là khác nhau, như vậy chúng ta chú ý nhé, nó rất là hay. Vậy hôm nay chúng ta hầu như chỉ là bài tập tổng quát, chúng ta chỉ cần làm những cái ví dụ của nó, chúng ta đã thấy rất là hay rồi, đúng không? Bây giờ tôi sẽ cần làm nhanh này, bây giờ làm nhanh nhé, bây giờ cần làm nhanh như này, bây giờ tôi cần làm bài tập như sau này, ngay trên màn hình đây. Bây giờ tạo một cái dãy các năm nhuận, các cái năm nhuận trong thế kỷ 21, tức là từ năm 2000 cho đến năm 2100. Đấy, có làm được không? Tạo nhanh như dãy. Chúng ta lập trình làm chậm nhưng mà tôi làm nhanh cho các bạn nhé, làm rất nhanh. Dùng cái khái niệm dãy nhanh, dùng các thứ để cho làm rất nhanh được nhé. Đây, tôi làm như này nhé. Đây, tạo nhanh cái dãy chỉ vứt cần viết một dòng lệnh thôi, là các dãy là các năm nhuận trong thế kỷ 21, là từ năm 2000 đến năm 2100. Chúng ta làm như sau. Đây, bây giờ chúng ta dùng a là cái dãy đó nhé. Chúng ta đây
chúng ta là các cái năm n này, for n in range. Đấy. Cái này thậm chí là dùng in range này nhé, in range, in range từ năm 2000 đến năm 2201. Đấy, như vậy đây là, đây chính là cái range này là cái dãy số, là cái dãy số là từ năm 2000 đến năm 2100, nhưng mà là ít đây, nhưng mà là ít nữa với điều kiện là nó phải là tam nhân, cái ít sau này ít là n chia cho 400 bằng 0 o o mở ngoặc n là phải chia hết cho 4, đồng thời là n không chia hết cho 100. Đấy. Đây là cái điều kiện nhé, đây là một cái điều kiện, đây điều kiện của năm nhuận đây. Đấy. Và kết thúc chỗ nào chúng ta đóng lên lại, đây là lệnh tạo dãy nhanh, tạo một dãy nhanh n này, for n in range. Đấy. Như vậy là đây chúng ta hiểu là lệnh for in là duyệt bất kỳ đây. Đấy. Thì trên 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 cái range chúng ta biết rồi, cái range này bây giờ chúng ta enter này. Đấy. Như vậy là xong. À, chính là các cái năm nhuận trong cái kỳ 21. Như vậy, như bạn thấy không? Như vậy là trong trong bài thân chúng ta mà thạo ấy thì có rất nhiều bài toán mà đáng lẽ phải viết rất là dài, thì chúng ta sẽ làm cái bài này thì chúng ta biết thôi, nhưng mà nó cho học sinh làm thì chúng ta yêu cầu học sinh làm theo, theo hình thức là dài, không không cần làm ngắn như thế này. Thì đây là tôi làm nhanh thì rất ngắn, chỉ biết một dòng chữ ở chợ. Như vậy là ở trong Python có rất nhiều những cái bài tập, rất nhiều những cái những công thức mà đáng lẽ phải viết dài, nhưng mà do cái tính đặc biệt, do một số quy tắc đặc biệt của Python mà họ viết rất là ngắn. Đây là một ví dụ, còn nhiều hơn nữa nhé, chúng ta đây tôi chỉ là đưa một vài ví dụ thôi, còn chúng ta có thể sau này chúng ta sẽ có thể làm những bài tập khác hay hơn, đặc biệt hơn nhé. Được rồi, chúng ta có hiểu gì không nhỉ? Như vậy hôm nay là chúng ta đã, hôm nay là cái buổi thứ hai là về list, thì tôi chỉ mời các bạn cái tính năng, gọi là tính năng nâng cao của list. Thì đến buổi sau chúng ta sẽ còn tiếp tục học thêm, sau này chúng ta sẽ còn làm bài tập thêm liên quan đến đến list nữa nhé. Như hôm nay các chúng ta dừng lại ở ở đây thôi nhé. Những bài tập hôm trước mà các bạn cho các bạn trong nhóm các bạn sẽ làm nhé, mà hôm nay tôi cho thêm các bạn, hôm nay tôi cho thêm các bạn các bài tập nữa liên quan đến list, còn đến list thì đến buổi hôm sau chúng ta sẽ chuyển sang buổi hôm sau chúng ta sẽ chuyển sang làm việc với sâu, toàn với sâu, mà sau đó chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ làm những cái bài tập mà liên quan đến cả sâu và cả list. Thì cái phần sâu, phần list là phần trọng tâm của cái tin học 10 này. Còn chúng ta nghỉ ở đây nhá. Vâng, em chào À, thầy. Dạ, chào bài ạ. có thấy khó hiểu không? Được, thế rồi, được, được. Nhắm được, theo được. Vừa rồi hay là khó? Thôi chúng ta nghỉ nhé. Trong nó cũng thú vị lắm. Ok, yêu thế nhá. Gần cũng hiểu rồi ạ. Vâng. Dạ, Ok, thầy ơi, làm nhiều bài tập dễ hiểu hơn cho các ok thầy. rồi. Nha. Chào các bạn nhé. Vâng, em thầy.